Hết ngày 10 tháng 10, gần 200 người thuộc các lực lượng cứu hộ địa phương sẽ rút khỏi hiện trường làng nủ, dừng tìm kiếm 7 nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét tại làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Sáng 10 tháng 10, Chủ tịch Ban Nhân dân xã Phúc Khánh Nông Thế Mạnh cho biết, trong hôm nay, lực lượng chức năng máy móc sẽ rút khỏi hiện trường, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xa lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nụ, xã Phúc Khánh, xảy ra sáng sớm ngày 10 tháng 9. Quyết định dừng tìm kiếm đã được thống nhất với người dân địa phương trong cuộc họp vào cuối tháng 9. Suốt 10 ngày qua, các lực lượng đã quanh vùng tìm kiếm, có điểm máy múc đào sâu tới gần chục mét, song không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy. Trước đó, Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nụ đã thông báo có thêm hai nạn nhân được xác định danh tính từ kết quả giám định ADN các mẫu thu thập từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, trong đó 3 mẫu được lực lượng chức năng thu thập từ các nạn nhân trôi giạt trên sông chảy và 3 mẫu từ thi thể tại Làng Nụ. Tính đến nay, vụ lũ quét vào dạng sáng mùng 10 tháng 9 đã khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 60 người thiệt mạng, 7 người hiện vẫn mất tích. Để ngăn chặn hiện tượng nước giếng khoan phun ra cột khí nước cao hàng chục mét ở tỉnh Gia Lai, suốt 2 tháng qua, gia đình chủ nhân của chiếc giếng này, ông Đàm Xuân Hòa xã Iakli, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, hiện đã lắp một đường ống bằng sắt và van khóa để ngăn chặn dòng khí nước phun cao để khắc phục sự cố này một cách tạm thời. Theo ông Hòa, gia đình ông đã thuê người xây dựng một bệ xi măng bao quanh giếng này, lắp đường ống bằng sắt có van khóa, giải pháp khắc phục sự cố tạm thời cũng có hiệu lực. Sau khi lắp van thì dòng khí trong giếng đã được ngăn chặn. Về lâu dài thì gia đình vẫn mong muốn có thể đưa dòng khí này vào phục vụ cho nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao nào đó. Hơn 2 tháng nay thì giếng nước của gia đình ông Đàm Xuân Hòa vẫn tiếp tục phun ra cột khí và nước cao hàng chục mét. Theo cơ quan chức năng, giếng khoan phun nước cao hàng chục mét ở gia đình ông Hòa có thể do đã khoan chạm đến chiều sâu phân bổ của một túi khí. Trước đó, sau đợt rung chấn động đất tại tỉnh Con Tum, vào ngày 28 tháng 7, giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa có xuất hiện những tiếng động lạ. Tới ngày 30 tháng 7, thì gia đình khoan lại giếng xuống độ sâu 180 mét để tìm nguồn nước. Bất ngờ có hiện tượng dòng nước và khí phun mạnh lên khỏi mặt đất tạo thành cột cao hàng chục mét. Khoảng 16 giờ 20 ngày 9 tháng 10, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đang tuần tra tại km số 931 cộng 500 trên quốc lộ 1 đã phát hiện ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 43B 055XX có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông. Trên xe lúc này có hai người, tuy nhiên chiếc xe này không dừng lại sau khi thấy điều lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông liên tục điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường sau khi bị truy đuổi tổ công tác đã tiếp cận được xe vi phạm lúc này tài xế lái xe đã lao vào một bãi đất trống rồi chạy ra khỏi xe nhảy xuống hồ cạnh đó nhằm bỏ trốn tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng sau đó phối hợp với công an phường hòa minh tiến hành khám xét phương tiện tại cơ quan công an tài xế khai LVS 20 tuổi, người ngồi bên cạnh là NCL 17 tuổi. Tài xế này khai rằng đã vi phạm tốc độ sau khi nhậu. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, S sợ bị phạt nên đã bỏ chạy. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế S với các lỗi gồm vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên một lít khí thở không có giấy phép lái xe, không có đăng ký và kiểm định xe. Phương tiện cũng bị tạm giữ để xử lý theo quy định. Mạng xã hội những ngày qua đã lan truyền thông tin chia sẻ từ một bài viết của một phụ huynh đăng tải vào ngày 6 tháng 10 thông báo về việc mất liên lạc với một học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 10. Bài viết đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội theo đó, tối 9 tháng 10, ông Lê Quốc Dương, bố của nữ sinh mất tích, đã xác nhận 5 ngày qua gia đình đã nỗ lực tìm kiếm con gái là Lê Thị Minh Thư, 16 tuổi, hiện học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, quận 8. Gia đình ông Dương đã trình báo cơ quan công an ở quận 5, quận 8 và quận Bình Tân về việc mất tích của con mình. Khi đi thì em mặc đồng phục thể dục trường, áo khoác sọc caro màu xanh, đen và đi xe Sirius xanh biển số là 93B1812XX và em này không có biểu hiện bất thường nào trước đó. Gia đình cho biết đã liên hệ với các cơ quan chức năng ở quận 8 và quận Bình Tân nhưng tới nay vẫn chưa có thông tin về học sinh này. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh xác nhận Em Minh Thư đã không đến trường từ ngày 4 tháng 10 năm 2024, nhà trường đã nắm thông tin từ phía phụ huynh và đang hỗ trợ cung cấp thêm thông tin. Sáng mùng 10 tháng 10, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang triển khai điều tra vụ việc phát hiện hai thi thể không còn nguyên vẹn đang trong quá trình phân hủy tại khu vực nghĩa trang thôn Tuy Đức, xã Đắk Xo, huyện Tuy Đức. Trước đó, ngày mùng 9 tháng 10, người dân đi qua khu vực vắng tại nghĩa trang thôn Tuy Đức hoảng hốt phát hiện các phần xương nghi từ thi thể người nên đã trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, ngay sau đó cơ quan chức năng đã đến hiện trường tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân, bước đầu xác định hai thi thể người không còn nguyên vẹn đang trong quá trình phân hủy nặng. Danh tính của hai thi thể chưa được xác định. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã giao công an huyện tiếp tục bảo vệ hiện trường để cơ quan chức năng của tỉnh điều tra vụ việc. Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca bệnh uốn ván với bệnh cảnh nặng nề. Điển hình như trường hợp của một người đàn ông ở Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nhập viện trong tình trạng cứng hàm, khó há miệng, nốt sặc, khó thở, chân tay cò cứng. Bệnh nhân nam LVT 56 tuổi nhập viện ngày 30 tháng 9 vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới trong tình trạng cứng hàm, khó há miệng, nuốt sặc, khó thở, chân tay co cứng, tăng trương cơ toàn thân. Bệnh nhân nhập viện với trần đoán uốn ván toàn thể. Trước đó 3 tuần, bệnh nhân đi chân đất làm ruộng, có dẫm vào đinh, có chảy máu, sau đó tự uống kháng sinh và cũng chưa tiêm phòng uốn ván. Ngay khi vào viện, bệnh nhân được tiêm vaccine uốn ván và kháng huyết thanh, cắt lọc rửa vết thương bằng oxy già, loại bỏ dị vật. Một trường hợp khác, nhập viện cũng rất hy hữu do mắc uốn ván là bệnh nhân nam NVM 56 tuổi ở Hải Dương nhập viện vào ngày 27 tháng 9 tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới với biểu hiện đặc trưng của nhiễm trùng uốn ván. Trước đó một tuần, bệnh nhân có nhọt chín mé ở ngón chân cái nhưng chủ quan lội nước bẩn trong đợt mưa bão vừa qua nên vi khuẩn đã xâm nhập qua vết thương vào cơ thể. Từ trước tới nay, bệnh nhân chưa hề được tiêm phòng uốn ván. Sau hơn một tuần được theo dõi và điều trị tích cực, bệnh nhân đã có tiến triển khả quan hơn. Tuy không phải mở khí quản, thở máy nhưng vẫn còn chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn tử vong vì có thể xảy ra các biến chứng suy hô hấp, bội nhiễm trên cơ địa nhiều bệnh nền. Uốn ván là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani sống ở môi trường đất bẩn xâm nhập vào cơ thể trong điều kiện yếm khí, với miệng vết thương bị bịt kín. Vi khuẩn sẽ sản sinh ra ngoại độc tố. Độc tố này rất mạnh xâm nhập vào máu và đi đến các synap thần kinh cơ, tác dụng làm tăng mức độ kích thích dẫn truyền, gây co cứng cơ và co giật. Nên tiêm phòng vaccine, nhất là với nhóm nguy cơ cao, khi lao động sinh hoạt, cần hạn chế tiếp xúc với bùn đất, vật dụng ô nhiễm, nếu phải tiếp xúc cần có biện pháp bảo hộ như đi ủng hay găng tay.